Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Trư. Tập 242. Chương 2411, Thái Nhất cướp đoạt 2. Hứa Ứng ở lại trong cấm địa, tỉ mỉ nghiên cứu những thần thông dấu ấn này do Hạo Thiên Đế lưu lại. Lúc y vừa tới Bỉ Ngạn đã tới trong cấm địa này, tìm hiểu ra thần thông của Hạo Thiên Đế, thần thông Vòm Trời. Từ trước đến nay, Vòm Trời là thần thông mạnh nhất của y. Giờ phút này y quay về nơi đây, nhìn lại những thần thông này, không phải xem thần thông, mà là đại đạo. Y quan sát những đại đạo trong kết cấu thần thông này, chứng kiến đại đạo sâu cạn trong mỗi loại đạo lực. Trình độ đạo lực của những đại đạo này gần như giống nhau như đúc, xem ra năm đó Hạo Thiên Đế đã ngộ ra đạo lý trong Thái Nhất, vốn đã có đủ. Nếu hắn còn sống đến bây giờ, Hứa Ứng thở dài, thiên kiêu một đời, kinh diễm tuyệt luân, nhưng cuối cùng vẫn chết non ở Bỉ Ngạn. Bỉ Ngạn đã không cho phép thiên tài như vậy rồi. Y lấy lại bình tĩnh, đi nghiên cứu những dấu ấn mà Hạo Thiên Đế để lại này, nói không chừng bí mật đều được giấu bên trong những dấu ấn này. Thái Nhất Đại Đạo Quân chân trước vừa rời khỏi Thiên Tuyệt Thành, chân sau đã thấy một chiếc xe chạy tới, đuổi sát theo Thái Nhất. Chiếc xe này chính là của La Đạo Chủ, Thái Sử điều khiển chiếc xe này, tốc độ cực nhanh. Một người một xe tốc độ cực nhanh, lần lượt phá không bay đi, không lâu lắm đã ra khỏi Bỉ Ngạn Đại Lục, đi vào trong không gian. Xe kéo còn định đuổi theo, đột nhiên Thái Nhất Đại Đạo Quân ở phía trước không bỏ chạy nữa mà đứng yên không nhúc nhích. Xe kéo cũng tự dừng lại. Tiếp theo màn xe xốc lên, La Đạo Chủ nhìn ra phía ngoài. Thiên Thành Tử cất bước đi tới, lọt vào tầm mắt hắn. La Đạo Chủ hơi nhướng mày, lúc này một đạo chủ khác cũng hiện ra trước mắt hắn, thân hình khôi ngô, thân thể cao lớn, quanh người là xương đen lượn lờ. Lăng Yên Minh Vương, La Đạo Chủ lạnh nhạt, chỉ là một Lăng Yên, lại thêm một tên Thiên Thành, Thái Nhất còn chưa trở thành đạo chủ, còn lâu mới là đối thủ của ta. Lúc này, lại có một đạo chủ lọt vào tầm mắt hắn, là một nữ tử váy trắng, sắc mặt La Đạo Chủ khẽ biến, Huyền Nữ Thánh Vương. Vị cổ thần này là do Hứa Ứng đánh thức, hay là do Thái Nhất đánh thức? Đạo chủ Bá Lăng Tề Hiền chậm rãi đi tới, khí tức cực kỳ bá đạo, năm đó hắn cũng là một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, đáng tiếc đã bị La Đạo Chủ giết chết. Tiếp theo, lại có 6-7 đạo chủ hiện ra trước mắt La Đạo Chủ. La Đạo Chủ vốn còn có chút kinh hoàng, đột nhiên bình tĩnh lại, cười nhạo một tiếng, gà đất chó sành. Thái Nhất, ngươi cho rằng ngươi dùng bản thân làm mồi nhử dụ dỗ ta đến đây, ta thật sự trúng mai phục của các ngươi sao? Sao lại không nghĩ liệu có phải ta mai phục các ngươi không? Hai vị đạo chủ Bá Lăng Tề Hiền đột nhiên giơ tay, một cây chùy đá tròn tròn còn to hơn so với xe kéo không biết bao nhiêu vạn lần từ trên trời giáng xuống, bịch một tiếng, đập chiếc xe kéo đến, mức hóa thành bột phấn. Nhưng chùy đá đánh tới trên đỉnh đầu La Đạo Chủ ba thước rồi không cách nào hạ xuống. Chỉ thấy La Đạo Chủ ngồi trên một đóa sen màu xanh, đóa sen xanh hơi lắc lư, linh quang tỏa ra bốn phía, nâng chùy đá lên. La Đạo Chủ nhìn quanh một hồi, cười nói, các vị đạo hữu, năm đó các ngươi là bại tướng dưới tay ta, hôm nay các ngươi vẫn là bại tướng dưới tay ta. Cho dù các ngươi liên thủ vẫn bại dưới tay ta, chưa chắc. Cô gái áo trắng Huyền Nữ Thánh Vương nhẹ giọng nói, năm đó La Đạo Hữu đánh bại từng người một, hôm nay chúng ta lại cùng nhau tới. Lăng Yên Minh Vương cười lạnh nói, năm đó La Đạo Hữu, Hoa Đạo Hữu và Lâm Đạo Hữu cũng dùng kế để cho chúng ta nội đấu lẫn nhau mới có thể đánh tan từng người chúng ta. Hôm nay chúng ta đồng tâm hiệp lực, nói không chừng phong thủy luân chuyển, hôm nay sẽ là đạo hữu táng thân nơi đây. La Đạo Chủ thản nhiên nói, các ngươi chết lâu như vậy mà ta lại tu hành hơn các ngươi trên cả ức năm, chênh lệch rất lớn. Chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Huống chi, ta quản lý đại thiên vũ trụ, đại đạo của những vũ trụ này đều đã bị ta tìm hiểu thấu triệt. Các ngươi muốn chống lại ta, đúng là tự tìm đường chết. Khí tức của hắn bỗng nhiên tỏa ra, lập tức trong toàn bộ vũ trụ Bỉ Ngạn, hồn chi đạo đều bị hắn điều động, gia trì thân thể hắn. Thời khắc này, khí tức của La Đạo Chủ cực kỳ thâm thúy, tựa như tụ tập hồn phách của vô số sinh linh từ xưa tới nay ở trên người của hắn. Khiến cho hồn phách của hắn trở nên cực kỳ mạnh mẽ, cho dù là cổ thần vĩ đại nhất cũng không thể so sánh với hắn. Một khắc sau,
Sau lưng La đạo chủ hiện ra cảnh tượng đại thiên vũ trụ, vô số vũ trụ dưới quyền Bỉ Ngạn, hồn chi đạo của những vũ trụ này cũng bị hắn ta điều động toàn bộ. Nguyên thần của đám thiên thành tử, Lăng Yên Minh Vương dao động, hồn phách gần như bay ra từ nguyên thần, bị La đạo chủ khống chế. Chương 2412, Thái nhất cướp đoạt, 3. La đạo chủ hiện tại thật quá đáng sợ, cho dù bọn họ là đại đạo chủ nhưng khi đối mặt với La đạo chủ vẫn có cảm giác thất bại không thể chiến thắng. Thái nhất đại đạo quân đột nhiên nói, La đạo huynh còn nắm giữ rất nhiều tiên thiên linh bảo của đại thiên vũ trụ, bị Hoa, La, Lâm chia cắt. Có những linh bảo này, tất nhiên La đạo huynh chiến bách thắng. La đạo chủ cười, nói khẽ, Thái nhất, ngươi vốn đang vẻ vang, sao lại thành giặc? Thái nhất đại đạo quân nói, đáng tiếc, lần này chúng ta mời vị đó tới, vừa vặn khắc chế ngươi. Lòng La đạo chủ máy động, vị nào? Thái nhất đại đạo quân mỉm cười rồi nói, chính là tồn tại khiến ngươi tê liệt một ức 2000 vạn năm, từ đầu đến cuối đạo thương vẫn không thể khỏi hẳn. La đạo chủ biến sắc, hắn truy xét người khiến hắn tê liệt là ai, nhưng đồng thời cũng vô cùng kiêng kỵ người kia. Có thể khiến hắn tê liệt, chỉ e cũng có thể lấy mạng hắn. Cho nên La đạo huynh, lúc chúng ta giao phong, ngươi tuyệt đối không được để bị thương. Thái nhất mỉm cười rồi nói, nếu ngươi bị đạo thương, lúc nào cũng có thể bị vị đạo hữu kia ra tay đánh gục ngươi. Sắc mặt La đạo chủ biến hóa mãnh liệt, nhưng vào lúc này, Thiên Thành Tử, Lăng Yên Minh Vương, Tề Hiền đạo chủ, Huyền Nữ Thánh Vương, 10 vị tồn tại cấp đạo chủ đồng loạt ra tay, tấn công La đạo chủ. La đạo chủ bất chấp tất cả, tâm niệm vừa động, hư không phía sau lập tức sụp xuống, từng kiện tiên thiên linh bảo với quy mô hùng hồn, linh quang mạnh mẽ bức người, từng cái hiện lên, vọt ra phía ngoài. Hắn không dám bị thương, đành phải điều động những tiên thiên linh bảo này tấn công về phía 10 vị cường giả cấp đạo chủ. Dùng linh bảo giết bọn chúng đi, ta không cần bị thương. Hắn mới nghĩ tới đây, chỉ thấy Huyền Nữ Thánh Vương dậm chân một cái, lập tức băng hàn chi khí ngưng động thời không. Thậm chí ngay cả hư không nối liền đại thiên vũ trụ của La đạo chủ cũng bị đông kết trong thời gian ngắn ngủi. Liên hệ giữa hắn và những tiên thiên linh bảo này cũng thoáng bị ngăn trở. Nữ tử này là tiên thiên thần linh tu thành đạo chủ, có thể đóng băng tất cả, ngay cả đại đạo cũng có thể đóng băng, vô cùng lợi hại. Ngay sau đó Thiên Thành Tử điên đảo thời không, khiến khoảng cách giữa La đạo chủ và tiên thiên linh bảo không ngừng kéo giãn ra. Khoảng cách của những tiên thiên linh bảo này và La đạo chủ nhìn như cực gần, kỳ thực xa đến mức khó có thể tưởng tượng. Trong nháy mắt tiếp theo, Tề Hiền đạo chủ xông lên trước, tóm lấy vạn tượng đồ, bước ra rồi lập tức bỏ chạy. Lăng Yên Minh Vương ôm lấy Uẩn Thiên Trụ, phá không bay đi. Thiên Thành Tử chế trụ Ngọc Hoàng Hồ Lô, Thái Nhất Đại Đạo Quân mang theo La Thiên Đạo Thụ, Huyền Nữ Thánh Vương cầm lên bàn cờ hỗn độn. Năm vị đạo chủ khác cũng tự mình chế trụ một món tiên thiên linh bảo, không nói lời nào, đều tự bỏ chạy ra xa. Thiên Thành Tử duỗi tay vạch một cái, thời không đứt ra, mọi người đi vào bên trong, xe gió, biến mất không còn tăm hơi. La đạo chủ ngơ ngác, lập tức nổi giận. Cái lũ vô liêm sỉ này, bọn chúng không định bao vây tiễu trừ ta, mà là tới cướp ta. Hắn giận không kiềm được, Thái Nhất từng bước tính kế, thậm chí lấy ra tên tuổi của người làm hắn bị liệt, mục đích là để cho hắn tế ra càng nhiều tiên thiên linh bảo, nhân cơ hội cướp đoạt. Tuy hắn là đạo chủ, nhưng đồng thời tế ra nhiều tiên thiên linh bảo như vậy, uy lực lớn thì lớn đấy, nhưng gánh nặng đối với hắn cũng rất lớn, khó có thể điều khiển như ý. Chỉ cần điều khiển không được linh hoạt, cũng tức là cho lũ người kia cơ hội. Thái Nhất, Huyền Nữ, các ngươi lấy hữu tâm tình tính toán vô tâm, tính kế người liệt như ta, có chết cũng không được chết tử tế. La đạo chủ mắng không dứt. Thái Nhất đại đạo quân dẫn người cướp đoạt La đạo chủ, tránh khỏi truy kích của La đạo chủ. Thiên Thành Tử lập tức mang theo mọi người độn khỏi không trung, đi tới bên cạnh hỗn độn hải. Mọi người đều tự mình trấn áp lại những tiên thiên linh bảo đang sao động này, miễn cho La đạo chủ thừa cơ. Đưa những linh bảo này đưa đến trong hỗn độn hải ôn dưỡng tẩy luyện là có thể tẩy đi ấn ký của La đạo chủ trong linh bảo. Thái Nhất đại đạo quân nói, sau khi rửa sạch, chúng ta có thể tế luyện được rồi. Huyền Nữ Thánh Vương hiếu kỳ nói, Thái Nhất đạo chủ hữu, ngươi làm sao biết những chuyện này? Ta có mấy đệ tử, bọn chúng tẩy như vậy. Thái Nhất thần sắc không thay đổi nói, chúng ta tới hỗn độn hải trước, rửa sạch mấy món linh bảo này, tế luyện mấy chục năm. Lần sau chúng ta ra mặt cứu các đạo hữu khác chỉ e sẽ không còn nhẹ nhàng như vậy nữa,
mà là phải trải qua một trận huyết chiến. Mọi người đều gật đầu đồng ý, đi về phía hỗn độn hải. Hứa Ứng ở trong cấm địa tới quên mình, đợi đến khi nghiên cứu những dấu ấn này một lần, bất chi bất giác đã qua hơn 10 năm. Các bạn đang nghe chuyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2413, Thái Nhất cướp đoạt, 4. Sau đó y đi ra khỏi cấm địa, trở lại Thiên Tuyệt Thành. Nguyên thần của hắn vẫn trấn thủ Thiên Tuyệt Thành, nguyên thần rộng lớn, tọa trấn trong hư không, từ xa nhìn lại có thể thấy nguyên thần của Hứa Ứng vô cùng vĩ đại, nhưng không chiếm cứ không gian hiện thế, đến gần xem xét cũng biến lớn y hệt như khi nhìn về phía xa, cũng không có cảm giác gì cả. Đây chỉ là một loại diệu dụng của hư không. Hiện giờ Thiên Tuyệt Thành đã đi vào quỹ đạo, rất ít người tới Thiên Tuyệt Thành gây sự, bởi vì người gây sự đều bị đánh chết. Cũng không có ai ức hiếp đệ tử Thái Nhất đạo môn ở bên ngoài, bởi vì những người ức hiếp môn sinh Thái Nhất cũng bị đánh chết. Hôm nay Thiên Tuyệt Thành dường như biến thành một chốn tịnh thổ độc lập với thế giới bên ngoài, sát kiếp bên ngoài càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng chưa bao giờ ảnh hưởng tới nơi đây. Thái Nhất đạo môn cũng từ từ lớn mạnh, càng ngày càng hưng thịnh. Hứa Ứng trở về, không thu hồi nguyên thần của mình, vẫn ngồi dưới nguyên thần như cũ, ai tới gặp y cũng không nói một lời. Đám người Thanh Huyền, Thánh Tôn, Cửu Tăng còn dự định hỏi thu hoạch lần này của y, nhưng Hứa Ứng vẫn ngưng thần nội liễm, không để ý tới bọn họ. Đám người đành phải làm như Hứa Ứng chưa từng trở lại, tiếp tục làm việc của mình. Thời gian cứ thế bất chi bất giác trôi qua mấy chục năm, đệ tử Thái Nhất đạo môn dần dần phát hiện ra, tu luyện bên cạnh Hứa Ứng dường như tốc độ tu hành sẽ nhanh hơn. Bên cạnh Hứa Ứng hiện ra các loại đạo tượng rực rỡ dị thường, khiến người ta say mê, rất nhiều đệ tử Thái Nhất đạo môn dồn dập đến đây, tu luyện lĩnh ngộ cạnh y. Lại qua mấy chục năm, Hứa Ứng vẫn ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, đạo tượng do bản thân dẫn, động đã hóa thành các loại đạo cảnh đại đạo lóa mắt. Bỗng nhiên có một ngày, Thanh Huyền nhìn thấy trong Thái Nhất đại đạo do nguyên thần của Hứa Ứng nắm giữ, đạo hạnh của 350 loại thiên địa đại đạo trở nên giống nhau như đúc. Thanh Huyền hơi run rẩy, dụi dụi mắt, đúng là đạo hạnh cao thâm ngang nhau, không phân biệt được chênh lệch. Hắn tìm hiểu được chân lý của Thái Nhất rồi. Trăm năm trôi qua, cuối cùng Hứa Ứng cũng lĩnh ngộ ra chân truyền vốn đã có đủ. Thanh Huyền lộ vẻ chờ mong, những năm gần đây, Hứa Ứng lưu lại nguyên thần của mình, cùng bọn họ thủ hộ Thiên Tuyệt Thành. Tuy Thiên Tuyệt Thành vẫn chưa xảy ra chiến sự, nhưng Thiên Tuyệt Thành cũng trở thành cái đinh trong mắt mọi người. Thiên Tuyệt Thành hưởng thụ bao nhiêu thái bình, tương lai phải thừa nhận công kích lớn bấy nhiêu. Thanh Huyền hạ giọng nói, hai vị đại đạo quân khác, cùng với ba vị đạo chủ, còn có người thiên cảnh muốn báo thù kia, đều sẽ không cho phép bên trong bỉ ngạn thật sự có một tòa bỉ ngạn tịnh thổ thật sự. Có điều, ngoài dự liệu của hắn, Hứa Ứng vẫn chưa tỉnh lại, vẫn ngồi ngay ngắn ở trước nguyên thần của mình, lẳng lặng lĩnh ngộ. Thanh Huyền, hắn đang cảm ngộ gì vậy? Thánh Tôn đi tới, dò hỏi. Thanh Huyền lắc đầu, hắn cũng không biết vì sao Hứa Ứng còn chưa tỉnh lại. Con khỉ kia ngồi bên cạnh Hứa Ứng, cũng đã ngồi rất nhiều năm. Thánh Tôn nhìn về phía Ngộ Không đạo nhân bên cạnh Hứa Ứng, nói. Thanh Huyền nói, Ngộ Không đạo nhân là dị loại tu luyện Thái Thượng đạo trong Thái Nhất đạo môn, hắn chưa từng học Thái Nhất đại đạo. Nhưng con đường hắn đi cũng giống như Thái Nhất đại đạo, cũng là hấp thu đại đạo khác. Hắn có thể lĩnh ngộ ra thứ gì đó rất ghê gớm từ trên người Hứa đạo tổ. Hắn dừng một chút rồi nói, Nguyên Dục, chuẩn bị cho tốt. Lý do Hứa đạo tổ vẫn luôn bế quan, quá nửa là biết một trận cuồng phong bão táp sắp ập tới. Hắn cường đại như vậy, còn cố gắng như thế, có thể thấy được hung hiểm ra sao. Chúng ta không nên cản trở hắn. Thánh Tôn cười lạnh một tiếng rồi nói, tuy ngươi có hành động vĩ đại khai phá cảnh giới, nhưng tu hành từng bước, ngươi không bằng ta. Thanh Huyền vẫn lười biếng như trước, dường như không để tâm tới tu luyện. Nhưng Thánh Tôn lén lút quan sát hắn, chỉ thấy thằng nhãi này vẫn luôn âm thầm tu luyện, khắc khổ hơn bất cứ ai khác, không khỏi nghiêm nghị. Hứa Ứng nhập đạo là năm thứ 132, đột nhiên trời giáng hỗn độn chi khí, buông xuống bầu trời Thiên Tuyệt Thành, như một thác nước lớn, nương theo đạo âm hỗn độn, như tiếng chuông vang vọng. Gần Thiên Tuyệt Thành, trong phạm vi vạn dặm đều có thể thấy được cảnh tượng này, biến thành kỳ quan. Nhưng ở trong Thiên Tuyệt Thành lại nhìn càng tỉ mỉ hơn. Một đám đệ tử trong Thái Nhất đạo môn có thể nhìn thấy 350 loại đại đạo trong đại đạo của Hứa Ứng Thái Nhất đang không ngừng dung nhập vào hỗn độn,
hóa thành hỗn độn chi đạo. Nhưng không bao lâu sau, chúng lại rời khỏi hỗn độn. Trong 40 năm tiếp theo, Thiên Tuyệt Thành lại xuất hiện hồng mông chi khí. Hồng mông chi khí xuất hiện từ hư không, muôn dặm muôn trùng, trông rất tráng lệ. Chương 2414, bên ngoài tận cùng đại đạo, 1. Đệ tử trong Thái Nhất Đạo Môn lại nhìn thấy cảnh tượng đại đạo quy thuận theo hồng mông chi đạo khiến người khác tấm tắc lấy làm lạ. Lại qua 36 năm nữa, Thiên Tuyệt Thành như ở trong một hồng nguyên cực đại, mọi thứ xung quanh phảng phất như trở nên hết sức xa xôi kỳ ảo. Bọn họ lại nhìn thấy cảnh tượng đại đạo quy thuận vô cực. Lại qua 30 năm, từng luân hồi hoàn hoặc rực rỡ, hoặc u tối, hoặc trong suốt, hoặc hoàn hỗn loạn giăng khắp nơi, bao phủ Thiên Tuyệt Thành trong một luân hồi hoàn khổng lồ. Tuân hồi vận chuyển, các loại thời không đại đạo, thần ma, sinh tử, âm dương, ngũ hành, cửu cung, bát quái cũng đang không ngừng chuyển biến. Lại 30 năm sau, Thiên Tuyệt Thành bị bao phủ bởi kim luân nhân quả cực lớn, 350 loại thiên địa đại đạo của Hứa Ứng cũng tự biến thành đại đạo bên trong nhân quả. Lại qua 30 năm, đệ tử trong Thái Nhất Đạo Môn nhìn thấy kỳ cảnh đủ loại đại đạo tan vỡ, hóa thành sát phạt chi đạo. Lại 30 năm tiếp, từng tòa hồng nguyên tịch diệt ung dung xoay tròn bốn phía Thiên Tuyệt Thành. Phần lớn Thái Nhất Đạo Môn đều không hiểu rõ biến cố trong này, nhưng trong lòng Thanh Huyền lại rất rõ ràng. Hứa Đạo Tổ vận dụng câu chân truyền vốn đã có đủ lên cả tiên thiên cửu đạo. Đợi đến khi hắn ta thành công luyện hóa tịch diệt đại đạo, hắn cũng sẽ xuất quan. Hắn thầm nhủ trong lòng, lúc đó Hứa Đạo Tổ sẽ cường đại đến mức nào. Hứa Ứng nhập đạo vào trong vòng 400 năm, một tiếng thét dài vang lên, cửu tăng, đám người Thanh Huyền vừa mừng vừa sợ, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy một con khỉ lông vàng phóng lên trời, không phải là Ứng Ứng. Ngộ Không đạo nhân khống chế Thái Thượng Đạo, môn đại đạo này trăm sông đổ về một biển, dung hợp các loại đại đạo mà hắn ta tu luyện, hóa thành một thể. Đạo nhân này đã sớm tu luyện tới bất hủ cảnh, tu vi tinh thâm, trước đây vẫn muốn đạt tới cảnh giới trăm sông hợp lưu hỗn nguyên nhất thể, nhưng trước sau gì vẫn khó có thể thành tựu. Lần này ngộ đạo bên cạnh Hứa Ứng, rốt cuộc luyện thành hỗn nguyên chi thể, trong lòng vô cùng thoải mái. Thái Thượng Đạo của hắn đã vượt qua đạo quân Ngự Huyền Thông cũng tu luyện Thái Thượng Đạo, chỗ khiếm khuyết chỉ là pháp lực không đủ mà thôi. Trong lòng Ngộ Không đạo nhân vui mừng, bỗng nhiên phát giác một luồng khí tức khác khuấy động ở phụ cận, vội vàng nhìn lại, hóa ra là Thạch Thiên Dưỡng cũng đang đột phá, đang chứng đạo cảnh bất hủ. Thạch Thiên Dưỡng chính là bị Thạch tộc vứt bỏ, bởi vì không có đủ tài nguyên, tuyệt đối không có hy vọng chứng đạo bất hủ, chỉ có thể làm tướng canh tại bến thuyền. Không ngờ nhân họa đắc phúc, gặp được Hứa Ứng, lại cùng Ngộ Không đạo nhân kết bạn rong ruổi dưới mặt đất, tích lũy được vốn liếng phong phú. Lần này Hứa Ứng nhập đạo, hắn cũng đạt được lợi ích cực lớn, thuận lý thành chương đột phá, chứng đạo bất hủ. Sau khi Thạch Thiên chứng đạo, Ngộ Không đạo nhân đi tới trước mặt nói, Thạch huynh đệ, lúc trước khi Thanh Huyền đánh cược với ngươi ở chiêu giới, ngươi thua là phải đứng ra làm chủ, để Thạch giới và Tam giới kết minh. Lúc trước ngươi không có đủ thực lực để đại diện cho Thạch giới, hôm nay xem như đã có, đúng chứ? Thạch Thiên Dưỡng sốc lại can đảm, cười nói, trước đây ta mà trở lại Thạch giới, nói muốn xuất lĩnh bọn họ phản kháng Bỉ Ngạn, chắc chắn sẽ bị tộc nhân thuận tay đánh chết, tranh công nhận thưởng. Nhưng bây giờ, ta đã lớn mạnh, có thể đánh chết bọn chúng được rồi. Ta sẽ về Thạch giới một chuyến, dạy cho họ một bài học. Ngộ Không đạo nhân thấy vậy biết hắn không đáng tin cậy, bèn nói, ta đi với ngươi. Thực không dám giấu giếm, ta cũng là Thạch tộc, nhảy ra từ tảng đá. Thạch Thiên Dưỡng kinh ngạc nói, ngươi cũng là người Thạch giới, ta nhảy ra từ hòn đá ở Tam giới. Hai người bàn bạc xong xuôi, nói với đám người Cửu Tăng và Thanh Huyền rồi rời đi. Trước đây bất cứ ai rời khỏi Bỉ Ngạn đều cần báo cáo, chỉ có Hứa Ứng có năng lực xóa bỏ nhân quả mới có thể ra vào như thường. Chẳng qua bây giờ Bỉ Ngạn bộc phát kiếp vận, sát phạt nổi lên bốn phía, giám sát ở bến thuyền cũng lơi lỏng hơn rất nhiều. Thạch Thiên Dưỡng đã từng là tướng canh bến, hắn có người quen ở bến thuyền, dùng chút tiền là có một chiếc thuyền cùng Ngộ Không đạo nhân tiến vào trong hỗn độn hải. Danh tiếng của Thiên Tuyệt Thành càng ngày càng vang dội, nhưng trong Bỉ Ngạn nổi danh ngang với Thiên Tuyệt Thành. Còn có Quang Minh Cảnh, nơi ở của Âm Dương Đại Đạo Quân, che chở một phương, là thánh địa của phàm gian, không bị kẻ thù bên ngoài xâm phạm. Lại có Thôi Sàm Thiên Nguyên do Thần Ma Đại Đạo Quân thành lập cũng là một vùng đất lành, kiếp số bất xâm, sát phạt không nổi, người tu luyện thần ma nhị đạo tụ tập ở đây, dần dần thịnh vượng.
còn có tiếng Yên Huyền Không Lĩnh, cũng một chốn tịnh thổ, là nơi ở của Trường Tôn Thánh Hải, cũng có đông đảo môn đồ, phồn hoa hưng thịnh, không thua gì Thiên Tuyệt Thành. Các bạn đang nghe chuyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2415, bên ngoài tận cùng đại đạo, 2. Bốn đại thánh địa này, bảo hộ một phương của Bỉ Ngạn. Ngày hôm đó, Hoa đạo chủ đi tới Cam Tuyền cung Hồ Sơn Các, Lâm đạo chủ vội vàng nghênh tiếp, nói, sao đạo huynh lại rảnh rỗi đến chỗ ta? Hoa đạo chủ nói, hiện tại phàm gian có tứ đại thánh địa, bất lợi với kiếp vận, cần phải xử trí. Lâm đạo chủ nhẹ nhàng giơ tay lên, vén mây mù trong đạo thanh trì phía dưới, nhìn quanh vài lần, quan sát tứ đại thánh địa Thiên Tuyệt. Quang Minh, Thôi Sàm, Tiếng Yên, cười nói, chúng ta làm đạo chủ, ngồi cao chót vót, đứng nơi thế ngoại, dính càng ít nhân quả càng tốt. Nếu nhập kiếp quá sâu, dính dáng, nhân quả quá nhiều, chỉ e cũng gặp kiếp nạn. Hoa đạo chủ nói, không nhập kiếp, nói dễ vậy sao? Sau khi nhập kiếp lại thoát thân là được. Tứ đại thánh địa này khiến thiên hạ cực kỳ bất mãn, nếu thế nhân đều quy phục bọn họ, kiếp vận sẽ không thể giảm xuống được, đến lúc đó tất cả mọi người đều phải nhập kiếp tử vong một lượt. Lâm đạo chủ lắc đầu nói, sau khi nhập kiếp, chỉ e muốn thoát thân sẽ muôn vàn khó khăn. Đạo huynh, tứ đại thánh địa chỉ là chuyện của tiểu bối, tốt nhất đừng kéo bản thân xuống nước. Hoa đạo chủ thấy hắn không muốn để ý tới việc này nên cũng không làm khó, đứng lên nói, ngươi không để ý tới, tương lai nhất định thành họa lớn. Dứt lời, nổi giận đùng đùng bỏ đi. Lâm đạo chủ cười nói, tính tình nóng nảy. Lục dị nhân tiến lên rồi nói, lão gia, lần này Hoa đạo chủ đến đây thật sự là vì tứ đại thánh địa hay sao? Lâm đạo chủ lắc đầu nói, cũng không phải như vậy. Lục dị nhân không hiểu. Lâm đạo chủ cười nói, Hoa đạo chủ vì tận lực không dính kiếp vận, bởi vậy sau khi trở về từ thiên cảnh, vẫn làm bộ như bản thân bị trọng thương, bỏ mặc không hỏi chuyện khác. Hứa Ứng, Thái Nhất phóng thích những đạo chủ kia đều là đạo chủ do hắn và La đạo chủ trấn áp. Hắn ngồi không yên, ban bố ảnh đuổi giết cấp đạo chủ, kết quả nhập kiếp, nhiễm phải kiếp vận. La đạo chủ cũng bởi vì chuyện thiên thành tử mà nhập kiếp, đến nay không cách nào thoát thân. Duy chỉ có ta ở đạo kỷ thiên cao xa, không nhập kiếp. Hoa đạo chủ làm vậy muốn kéo ta nhập kiếp đây mà. Lục dị nhân bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là thế. Hắn có phần khó hiểu rồi nói, không phải lão gia và Hoa đạo chủ là chi giao à? Tại sao hắn còn muốn kéo lão gia nhập kiếp? Lâm đạo chủ cười lạnh nói, chẳng qua là bức ta đứng chung một chỗ với hắn mà thôi. Đừng nhìn Hoa Thịnh Thịnh trung hậu thành thật, kỳ thực trong bụng đầy ý xấu. Trong ba người chúng ta, tâm cơ của hắn sâu nhất. Lục dị nhân câm như hến, không dám nói chuyện. Lâm đạo chủ thấy thế, cười nói, ngươi không cần lo lắng, ta còn không đến mức giết ngươi diệt khẩu vì chút chuyện nhỏ này. Đúng lúc này, đột nhiên trong lòng Lâm đạo chủ khẽ động, nhìn về phía đạo thanh trì. Lục dị nhân nhìn trộm, chỉ thấy mây mù trên đạo thanh trì chậm rãi tản ra, dưới mây mù lại hiện ra thân hình đám người Thái Nhất đại đạo quân. Đột nhiên Thái Nhất và 10 vị đạo chủ khác cùng ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ. Trong lòng Lục dị nhân cả kinh, đã thấy một nữ tử áo trắng trong đó giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng vuốt một cái lên bầu trời, đạo thanh trì lập tức đóng băng, khó có thể nhìn thấy thân hình bọn hắn. Lâm đạo chủ điều động pháp lực, đạo thanh trì giải phóng niêm phong, mà những người kia đã lại vô tung vô ảnh, không cách nào tìm được bọn họ. Đám người Thái Nhất, Huyền Nữ định đi đâu vậy? Lâm đạo chủ kinh ngạc. Đám người Thái Nhất đại đạo quân đã lâu chưa lộ diện, lần này hiện thân, chắc chắn có mưu đồ. Sau trận chiến với La đạo chủ lần trước, bọn họ tĩnh dưỡng đã lâu, lần này lại hiện thân, tất có mưu đồ. Trong 400 năm Hứa Ứng bế quan đã xảy ra rất nhiều đại sự đầu tiên là La đạo chủ mai phục Thái Nhất và 10 vị đạo chủ ở cấm địa Thiên Xương, hai bên bộc phát đại chiến. Trong trận chiến đó, song phương điều động hơn 20 món tiên thiên linh bảo, đánh đến long trời lở đất, Thái Nhất và 10 vị đạo chủ bị trọng thương, không thể không rút lui. La đạo chủ cũng vì vậy mà bị thương, bế quan không ra ngoài. Từ đó về sau, Thái Nhất và 10 vị đạo chủ mai danh ẩn tích, không thấy bóng dáng. Chuyện lớn thứ hai phát sinh sau cuộc chiến ở cấm địa Thiên Xương, Động Huyền đạo nhân của thiên cảnh đã chứng đạo chủ, trở thành vị đạo chủ đầu tiên của thiên cảnh ở Bỉ Ngạn. Lúc Động Huyền đạo nhân chứng đạo, thiên địa đại đạo của Bỉ Ngạn như hoa, 3000 đại đạo tỏa hào quang, gia trì thân thể hắn.
Hoa đạo chủ nhân lúc hắn chứng đạo, tiến đến tập kích định giết chết Động Huyền. Kỳ Thương đạo chủ, Huyền Hồng đạo chủ cùng với một loạt đạo chủ của thiên cảnh ra tay giúp đỡ. Mọi người đều bị Hoa đạo chủ đánh trọng thương, mang theo Động Huyền hốt hoảng bỏ trốn. Hoa đạo chủ uy trấn thiên hạ. Chương 2416, bên ngoài tận cùng đại đạo, 3. Còn những đại sự khác, đối với Lâm đạo chủ mà nói không tính là việc lớn, duy chỉ có hai chuyện này là đáng cho hắn ta để ý. Thái Nhất lâu như vậy rồi không xuất hiện, lần này đột nhiên xuất hiện, lẽ nào bọn họ đã nắm chắc có thể đối phó với một trong ba người chúng ta? Lâm đạo chủ khẽ nhíu mày, Tam đại đạo chủ, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Nếu lần này đám người Thái Nhất nhằm vào La đạo chủ, Hoa đạo chủ, hắn tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Thiên Tuyệt Thành, đệ tử Thái Nhất đạo môn tu luyện bên cạnh Hứa Ứng rất đông đúc, có tới mấy vạn người, lúc này đều đã tiến vào trạng thái nhập đạo. Thái Nhất đạo môn vốn không có nhiều đệ tử như vậy, nhưng Hứa Ứng che chở Thiên Tuyệt Thành, dẫn đến rất nhiều ngoại lai tới gia nhập Thái Nhất đạo môn. Thái Nhất đại đạo tuy là một trong những đại đạo tu hành khó khăn nhất trên đời này, nhưng người đến đây học tập quá nhiều, cuối cùng bọn họ lại tìm được không ít hạt giống tốt. Hứa Ứng tỏa ra phát khí tức, mang theo mấy vạn người đồng thời nhập đạo, cảnh tượng cỡ này có thể nói là tráng lệ. Đột nhiên, Hứa Ứng mở to mắt, chậm rãi đứng dậy. Đám người Cửu Tăng, Thanh Huyền thấy y tỉnh lại thì vừa mừng vừa sợ, vội vàng tiến lên hỏi, môn chủ bế quan mấy năm nay, tu hành thế nào? Hứa Ứng nói, ta đã có rất nhiều lĩnh ngộ về câu vốn đã có đủ, phát triển nó ra trên 8 loại đại đạo khác. Thế nhưng trong võ đạo vốn đã có đủ, từ đầu đến cuối ta vẫn không lĩnh ngộ. Y có thể san bằng đạo hạnh các loại đại đạo trong Thái Nhất đại đạo cũng như các loại đại đạo cao cấp khác, ngộ ra một bằng ngộ ra trăm thứ, hiểu ra một bằng hiểu ra trăm thứ. Y cũng có thể làm được như Thái Nhất đại đạo quân, tiếp xúc với các đại đạo khác nhau là thăng cấp loại đại đạo này lên tới trình độ bất hủ. Cứ như loại đại đạo này vốn đã tồn tại từ lâu, chẳng qua chưa từng hiển hóa. Không chỉ có như vậy, hỗn độn, hồng mông, vô cực, nhân quả, luân hồi, kiếp vận, sát phạt, tịch diệt, 8 loại đại đạo này cũng như vậy. Cái gọi vốn đã có đủ, chính là chỉ bên ngoài Thái Nhất có quá nhiều thiên địa đại đạo, học thì vĩnh viễn không học hết, ngộ thì vĩnh viễn không ngộ xong. Thay vì đi học từng tìm hiểu từng môn, không bằng tìm hiểu ra bản chất đại đạo. Lĩnh ngộ ra bản chất của Thái Nhất đại đạo, ngươi gặp được bất cứ loại thiên địa đại đạo phụ thuộc vào Thái Nhất là có thể lập tức tìm hiểu ra ảo diệu của môn đại đạo này, gia tăng tới trình độ sánh ngang với đạo hạnh của mình. Thứ ta đã làm chính là tìm hiểu quá trình Hạo Dập lĩnh ngộ ra điểm này trong cấm địa Hạo Dập, từ quá trình này lại tìm được bản chất của Thái Nhất. Hứa Ứng nói với mọi người, sau khi tìm hiểu ra bản chất của Thái Nhất, ta cảm thấy Thái Nhất đại đạo của ta phụ thuộc của hậu thiên võ đạo, vì vậy ta muốn lĩnh ngộ ra bản chất của võ đạo. Giả sử tương lai, ta gặp được tiên thiên đại đạo ta chưa bao giờ gặp, cũng như lĩnh ngộ thiên địa đại đạo khác, vừa nhìn là hiểu, vừa ngộ là thông. Cửu Tăng, Thanh Huyền và đám người Thánh Tôn liếc mắt nhìn nhau, đều nhận ra vẻ kinh hãi trong mắt đối phương. Nếu thật sự có một ngày như vậy, Hứa Ứng sẽ là cảnh giới gì? Hứa Ứng lắc đầu nói, số lượng thiên địa đại đạo mà ta tiếp xúc quá ít, thiên địa đại đạo chưa chắc đã là 3.000, cũng chưa chắc đã là 1.000. Tiên thiên cửu đạo cũng chưa chắc chỉ có cửu đạo, có lẽ còn nhiều hơn nữa. Bên ngoài bỉ ngạn, còn có càng nhiều vũ trụ, có lẽ sẽ có khác biệt so với bỉ ngạn, thiên cảnh. Tiếp xúc những vũ trụ này, lĩnh ngộ đại đạo của chúng mới có thể tìm hiểu ra loại cảnh giới đó được. Cửu Tăng tiến lên rồi nói, môn chủ, cảnh giới mà ngươi nói, không phải bất hủ, cũng không phải đại đạo chi chủ, như vậy nó là cảnh giới gì? Hứa Ứng suy tư một lát, lắc đầu nói, cảnh giới như vậy ta cũng không biết tên. Thanh Huyền dò hỏi, là phần cuối của đại đạo hay sao? Hứa Ứng cười nói, phần cuối đại đạo chẳng qua là một loại đại đạo nào đó tu luyện đến tận cùng mà thôi. Ví dụ như lôi đình đại đạo của bỉ ngạn, khác với lôi đình đại đạo của tam giới, lại có chỗ bất đồng với lôi đình đại đạo của thạch giới. Trong hỗn độn hải có 1.000 vũ trụ, có thể sẽ có 1.000 loại lôi đình đại đạo, có 1.000 vũ trụ có thể có 1.000 loại lôi đình đại đạo. Cái gọi là phần cuối của lôi đình đại đạo, quá nửa là đại thiên vũ trụ, tất cả biến hóa của lôi đình đại đạo đều nằm trong đó, mặc cho nó diễn biến thế nào cũng không rời khỏi nòng cốt này. Mà cảnh giới ta nói tới, đại khái là phần cuối của tất cả đại đạo, mặc cho nó diễn biến ra sao, cũng không rời khỏi nó.
có lẽ là cảnh giới phía trên của phần cuối đại đạo thôi. Mọi người nghe vậy, vừa mừng vừa sợ, vội vàng hỏi, môn chủ có thể truyền thụ cho chúng ta không? Các bạn đang nghe truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2417, sự tồn tại của ngươi không có bất cứ ý nghĩa gì. 1. Hứa Ứng bật cười nói, chính ta còn chưa biết làm sao truyền thụ cho các ngươi, không nên suy nghĩ lung tung. Tuy nói như thế, y vẫn giảng giải chân truyền thái nhất đại đạo mà mình tìm hiểu được cho bọn họ. Chẳng qua tư chất và ngộ tính của mỗi người có cao có thấp, có thể lĩnh ngộ được hay không thì không nằm trong suy nghĩ của Hứa Ứng. Đột nhiên, bên ngoài Thiên Tuyệt Thành nổi sóng gió, thiên địa rung chuyển kịch liệt, Thiên Tuyệt Thành như sắp rơi vào trong vực sâu thời không. Tâm niệm Hứa Ứng khẽ động, nguyên thần lập tức bộc phát pháp lực, ổn định Thiên Tuyệt Thành. Thân hình y khẽ động, khoảnh khắc sau đã xuất hiện trước mặt một nam tử trẻ tuổi. Nam tử trẻ tuổi kia tướng mạo tuấn lãng, để hai chòm râu, chính là người Thiên Cảnh Linh Hư Tử, chẳng biết từ lúc nào đã đi tới Thiên Tuyệt Thành. Linh Hư Tử kinh ngạc nhìn Hứa Ứng, khen, nghe nói ngươi vẫn luôn bế quan không ra, không ngờ lại thật sự tiến bộ không ít. Hứa Ứng, ta nghe nói ngươi là người tam giới, thân là người tam giới mà lại che chở người của Bỉ Ngạn, hành động của ngươi thật khiến người ta khinh thường. Hắn ta quan sát bốn phía rồi nói, ngươi che chở nhiều tu sĩ Bỉ Ngạn như vậy, khiến bọn chúng không cách nào nhập kiếp. Tiêu trừ kiếp vận cho Bỉ Ngạn, ngươi có xứng với những người tam giới chết trong tay Bỉ Ngạn hay không? Hứa Ứng kinh ngạc rồi nói, Linh Hư Tử, lúc mới gặp mặt ngươi đã công kích đạo tâm của ta, lần này ngươi tới không phải để giao thủ với ta, mà là đến để giết ta. Linh Hư Tử cười nói, nhanh như vậy mà ngươi đã phát hiện ra rồi. Có điều ngươi có biết cũng không sao, ta để ngươi chết làm con quỷ minh bạch. Trên mặt hắn ta lộ vẻ thống hận, lạnh lùng nói, Bỉ Ngạn sa vào trong kiếp vận, bị sát phạt dày vò, mỗi ngày người Bỉ Ngạn chết nhiều vô số kể. Nhưng vẫn không thể tiêu nổi mối hận trong lòng ta, Bỉ Ngạn không nên có tịnh thổ. Ngươi tạo ra Thiên Tuyệt Thành trong Bỉ Ngạn, che chở một phương, đó chính là đối nghịch với ta. Hứa Ứng nói, còn gì nữa? Linh Hư Tử cười ngạo nghễ rồi nói, ta sắp trở thành tạo hóa đạo chủ, nhưng vẫn còn thiếu một chút. Ta phải chém giết với một cường giả, mượn áp lực chứng được đạo chủ. Tiện thể giết vị cường giả này, hiến tế ngôi đạo chủ của ta. Ánh mắt Hứa Ứng thăm thẳm nhìn hắn, sau một lát mới nói, các hạ vội vã muốn đầu thai như vậy sao? Chẳng lẽ hôm nay là ngày tốt ngày lành? Thương Đô, Cung Tiệp Huyên dò hỏi, Linh Hư Tử ở đâu? Động Huyền đạo chủ nói, hắn muốn chứng đạo chủ, đi Thiên Tuyệt Thành. Cung Tiệp Huyên sắc mặt khẽ biến, hắn lại đi tìm Hứa Ứng. Thật to gan. Lần trước nếu không có ta ra mặt, chỉ e hắn đã bị Hứa Ứng giết chết rồi. Động Huyền đạo chủ cười nói, cô nương không cần lo lắng. Kiếp trước Linh Hư Tử là đạo chủ, tốc độ tu luyện nhanh gấp ngàn vạn lần người bình thường. Năm đó hắn thua trong tay Hứa Ứng, nhưng đã qua hơn 400 năm, hôm nay hắn không có lý do gì để thua. Cung Tiệp Huyên dậm chân nói, ta đang lo hắn sẽ phá hỏng quan hệ giữa Thiên Cảnh và Tam Giới. Dù sao Hứa Ứng cũng đạo tổ của Tam Giới, nếu bị tổn thương gì trong tay hắn, chỉ sợ Tam Giới sẽ không liên thủ cùng Thiên Cảnh đối kháng với Bỉ Ngạn nữa. Động Huyền đạo chủ cười nói, quan hệ của hai vũ trụ sao lại tổn hại vì sống chết của một vị đạo tổ được. Nhưng nếu cô nương không yên tâm, cứ để ta tới Thiên Tuyệt Thành là được. Cung Tiệp Huyên nghe vậy thoáng yên tâm, nói, ta đi cùng ngươi. Động Huyền đạo chủ cười nói, cô nương thật quá cẩn thận. Chuyện nhỏ như vậy, không cần ngươi phải tự làm. Cung Tiệp Huyên cũng biết hắn nói không sai. Linh Hư Tử là đạo chủ trùng sinh trùng tu, tốc độ tu luyện quả thực nghịch thiên. Ngắn ngủn mấy trăm năm đã có thể từ bất hủ sơ kỳ vượt qua chân vương trung kỳ, đạo quân đỉnh phong, đại đạo quân đại viên mãn, tiếp đó chứng đạo chủ. Mà người khác căn bản không thể tưởng tượng được tốc độ này. Hơn nữa mặc dù tu vi của đạo chủ không còn, nhưng đạo hạnh vẫn đó, uy lực của đạo pháp thần thông cũng vượt xa bình thường. Trận chiến này, Hứa Ứng hoàn toàn không có phần thắng. Nhưng trong lòng cô lại rất bất an. Chờ một chút, Bình Giao Tử, Sầm Khê Tử đâu? Cô nhìn phía Thương Đô, không phát hiện ra những người Thiên Cảnh, trong lòng căng thẳng. Đạo chủ Động Uyên nói, quá nửa là cùng Linh Hư Tử tới Thiên Tuyệt Thành. Bọn họ cũng muốn chứng kiến, Linh Hư Tử lại trở thành đạo chủ. Chúng ta đi mau. Cung Tiệp Huyên thúc giục, Thiên Tuyệt Thành. Hứa Ứng nhìn Linh Hư Tử,
thời khắc này đúng là Linh Hư Tử đã mạnh mẽ hơn năm đó rất nhiều. Hai người gặp nhau, lần đầu tiên giao phong, thực lực của Linh Hư Tử đã trên Âm Dương Đại Đạo Quân, có thể đánh chết Âm Dương Đại Đạo Quân mà không chịu thương chút thương tích nào. Tu vi như vậy đã là cao thủ đỉnh phong trong Đại Đạo Quân. Khi đó, hắn bị Hứa Ứng dùng một chiêu đánh bại. Chương 2418, sự tồn tại của ngươi không có bất cứ ý nghĩa gì. 2. Lần thứ hai giao phong là sau mấy tháng, thực lực Linh Hư Tử cũng đã gia tăng tới trình độ có thể chống lại Hứa Ứng, kiên trì 7 chiêu dưới tay Hứa Ứng. Đương nhiên, nếu không phải Cung Tiệp Huyên kịp thời cứu giúp, hắn đã chết trong chiêu thứ 7. Hiện tại đã hơn 400 năm, cảnh giới của Linh Hư Tử đã tới bất hủ cảnh viên mãn, cách đạo chủ chỉ còn nửa bước. Thực lực của hắn, chỉ e cũng sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Linh Hư Tử nóng lòng muốn thử, cười nói, Hứa Ứng, ngươi và ta động thủ ngay ở trong Thiên Tuyệt Thành. Chẳng lẽ ngươi không sợ ta đánh nát Thiên Tuyệt Thành, phá hỏng đạo thống của ngươi? Hắn không đợi Hứa Ứng trả lời, đột nhiên hét dài một tiếng, phát động huyền công, quát, vậy thì hủy diệt Thiên Tuyệt Thành, để dư nghiệt bỉ ngạn toàn thành ứng kiếp. Chỉ trong khoảnh khắc tạo hóa thần đao đã xuyên thủng bốn phía, cắt qua thiên địa, xuyên thấu hư không, xâm nhập vào trong toàn bộ đại đạo. Tựa như có người nhỏ bé không gì sánh được cầm đao dìu trong tay, điêu khắc tạo hình, cải biến cấu tạo nhỏ bé nhất của thiên địa đại đạo. Tạo hóa đạo lực của hắn mạnh mẽ đến mức đủ để vượt qua phẩm giai của đại đạo, thay đổi cả cấp độ tiên thiên cửu đạo. Dưới một đao này, tất cả mọi người trong Thiên Tuyệt Thành, cho dù bọn họ tu luyện là thái nhất đại đạo, cũng phải trở thành món đồ chơi dưới tạo hóa thần đao của hắn. Kẻ dùng tạo hóa, lấy thiên địa làm lò lửa, lấy âm dương làm than, vạn vật là đồng, thiêu đốt rèn luyện. Tất cả mọi người mọi vật đều là ngẫu nhiên trong tạo hóa, có thể thành người, cũng có thể thành vật, chẳng qua là tạo hóa lưu chuyển. Tạo hóa thần đao của Linh Hư Tử vốn có công dụng cải biến vật chất cỡ này, ban tặng sinh mệnh cướp đoạt sinh mệnh. Tất cả chúng sinh, chúng vật, dưới đao của hắn đều là nước thép nóng chảy bị lửa than đốt, đổ vào từng khuôn mẫu, có thể tạo thành hình dạng mà hắn mong muốn. Không thành đạo chủ, đều phải chịu chi phối của hắn. Nhưng nhát đao vô song này của hắn lại không tiết ra chút đạo uy nào, đạo lực tạo hóa của hắn phóng thích ra ngoài. Lập tức tạo hóa không còn là tạo hóa, bị một luồng lực lượng kỳ lạ hóa giải, không còn tồn tại. Hắn không quản không hỏi, tâm không tạp niệm, thần đao bổ xuống Hứa Ứng, quát, Hứa Ứng, thể hiện thành quả tu hành của ngươi trong những năm qua đi, đánh một trận thống khoái với ta. Hứa Ứng giơ tay lên, vươn ra hai ngón tay, keng một tiếng kẹp lấy ánh đao. Linh Hư Tử ra sức đè xuống, cười lạnh nói, Hứa Ứng, ngươi không biết pháp lực của ta giờ cường đại cỡ nào đâu. Tạo hóa thần đao của hắn ép xuống phía dưới, thời không run rẩy kịch liệt. Trong chốc lát Linh Hư Tử chỉ thấy thời không xung quanh nhanh chóng hồi tưởng, chớp mắt đã về tới hơn 400 năm trước. Không chỉ có thời gian thay đổi, không gian cũng thay đổi theo. Địa lý sông núi bốn phía không còn là Thiên Tuyệt Thành, mà là động khư đã bị san thành bình địa. Hắn thấy được một bản thân khác, một Hứa Ứng khác, tu vi của mình kém xa hiện tại, mà tu vi Hứa Ứng kia cũng không bằng Hứa Ứng bây giờ. Có điều, một bản thân khác lại hốt hoảng chạy trốn dưới thần thông động uyên tịch diệt của Hứa Ứng, sắp táng thân trong tay Hứa Ứng. Trong lòng hắn kinh hãi, nhớ lại lúc trước hắn khiêu chiến Hứa Ứng lần thứ hai, thời khắc bị 7 chiêu của Hứa Ứng đánh bại. Ảo giác, hắn điều động tạo hóa thần đao bổ xuống phía dưới, hai ngón tay Hứa Ứng phát lực, tạo hóa thần đao bộp một tiếng nổ tung. Linh Hư Tử trong lòng nghiêm nghị, nhảy về phía sau. Tạo hóa đại đạo, trước sau gì cũng chỉ là một môn tiên thiên đại đạo tương đối cao mà thôi. Hứa Ứng lắc đầu nói, Linh Hư Tử, dù sao ngươi cũng không phải đạo chủ, chấn động tạo hóa đại đạo, không cách nào tạo thành uy hiếp với ta. Nếu ta ra tay ngay lúc này, xóa bỏ ngươi lúc trong quá khứ, tạo hóa đại đạo của ngươi có thể cứu được ngươi sao? Linh Hư Tử nhíu mày, quát hỏi, ngươi đang nói hưu nói vượn cái gì? Cái gì mà xóa bỏ ta? Hứa Ứng dựng ngón tay làm kiếm, đâm ra một kiếm, chỉ một thoáng các loại đại đạo như luân hồi, nhân quả, kiếp vận, sát phạt thống nhất, hóa thành một luồng kiếm quang, xuyên qua tương lai hiện tại, thay đổi nhân quả, xê dịch luân hồi, cải biến kiếp vận, nghịch chuyển sát phạt. Năm đó một chỉ đánh tàn La đạo chủ năm xưa, tái hiện lại hôm nay. Linh Hư Tử, sự tồn tại của ngươi đối với người Bỉ Ngạn mà nói, không có bất cứ ý nghĩa gì. Linh Hư Tử năm xưa đang muốn chạy trốn hồng nguyên tịch diệt của Hứa Ứng,
lại bị một luồng lực lượng đột nhiên xuất hiện đánh trúng, chỉ trong chốc lát đã đánh mất sinh cơ, rơi vào trong hồng nguyên tịch diệt. Cũng trong lúc đó, Linh Hư Tử hôm nay vừa sợ vừa giận, bỏ qua Hứa Ứng hiện tại, khống chế tạo hóa thần đao chém về phía Hứa Ứng năm xưa. Cùng lúc đó, Cung Tiệp Huyên năm xưa kêu một tiếng, ra sức điều động Hồng Mông đạo pháp, xuất trưởng lực đánh tới Hứa Ứng năm xưa. Các bạn đang nghe truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2419, sự tồn tại của ngươi không có bất cứ ý nghĩa gì. 3. Hứa Ứng lặng lặng quan sát vào giờ khắc này, tạo hóa đại đạo mà Linh Hư Tử tu luyện dường như cũng cảm thấy nguy hiểm, hóa thành một luồng nước lũ đi ngược trong thời gian, xung kích về phía Hứa Ứng. Nhưng dù sao Linh Hư Tử cũng không phải là đạo chủ, tạo hóa chi đạo xung kích lên người Hứa Ứng, chỉ khiến y hơi lắc lư một chút, lập tức khôi phục như thường. Linh Hư Tử năm xưa rơi vào hồng nguyên tịch diệt, chỉ trong khoảnh khắc liền hóa thành hư không, cùng lúc đó, nhân quả tương lai thống nhất, một luồng lực lượng mênh mông khó hiểu đánh úp tới, nhấn chìm Linh Hư Tử. Nhát đao mà Linh Hư Tử chém về phía Hứa Ứng năm xưa, cũng theo đó mà hóa thành bọt nước mộng ảo, như một cơn gió nhẹ thổi qua trên người Hứa Ứng, vén lên một sợi tóc nơi thái dương y. Cùng lúc đó, Cung Tiệp Huyên chạy tới, Hứa Ứng năm xưa giơ tay lên, giao đấu với cô gái này. Bên kia thời không, ngoài Thiên Tuyệt Thành, Cung Tiệp Huyên và Động Huyền đạo chủ nhanh chóng lao tới, đột nhiên Cung Tiệp Huyên dừng bước, gương mặt lộ vẻ kinh ngạc nói, chờ một chút, Động Huyền đạo huynh. Ta nhớ ra rồi, 446 năm trước, Linh Hư Tử đã chết trong tay Hứa Ứng, ta tận mắt chứng kiến. Động Huyền đạo chủ kinh ngạc nói, đúng vậy, Linh Hư Tử đã chết từ lâu rồi, lần này chúng ta tới Thiên Tuyệt Thành không phải là vì Bình Giao Tử muốn báo thù cho Linh Hư Tử hay sao? Cung Tiệp Huyên bừng tỉnh hiểu ra, cười nói, thì ra là thế. Ta nhất thời hoảng hốt, lại quên mất việc này. Lần này chúng ta tới Thiên Tuyệt Thành, chính là muốn ngăn cản Bình Giao Tử bọn họ báo thù, tránh kẻo phá hỏng minh ước thiên cảnh cùng tam giới. Trong Thiên Tuyệt Thành, một nam tử từ nơi khác tới kinh ngạc ngẩng đầu lên, la lên thất thanh, thời không đại đạo. Hứa Ứng này, muốn mượn thời không đại đạo xóa bỏ Linh Hư Tử. Bọn Sầm Khê Tử nghe vậy, trong lòng giật mình, vội vàng chạy đến chỗ Hứa Ứng và Linh Hư Tử giao chiến, cùng quát lên, không thể để hắn đắc thủ. Nhưng vào lúc này, đám người Sầm Khê Tử lại dừng bước, mỗi người đều lộ vẻ nghi hoặc, ngay sau đó tăng thêm tốc độ, quát, giết Hứa Ứng, báo thù cho Linh Hư Tử. Bình Giao đạo nhân vội vàng đuổi theo bọn họ rồi nói, chư vị, chúng ta đi cùng với Linh Hư Tử, các ngươi còn nhớ không? Linh Hư Tử muốn mượn lực lượng của Hứa Ứng, giúp bản thân đột phá, tu thành đạo chủ. Sầm Khê đạo nhân lắc đầu nói, Bình Giao Tử, không phải Linh Hư đã sớm chết trong tay Hứa Ứng từ hơn 400 năm trước sao? Bình Giao đạo nhân cười lạnh nói, chư quân, các ngươi đã bị hắn thay đổi nhân quả trong quá khứ che giấu. Trong chuyện này, tuy ta không biết hắn làm thế nào, nhưng ta có thể phá hoại pháp môn của hắn, cứu Linh Hư Tử trở về. Bọn Sầm Khê Tử đều liếc nhìn nhau, không hiểu. Kiếp trước Bình Giao đạo nhân cũng là thời không đắc đạo, tu thành thời không đạo chủ, bèn phát động thời không đạo pháp, truy tung Hứa Ứng. Kêu lên, các ngươi lưu lại nơi này, không được di chuyển, ta đi cứu Linh Hư về, đến lúc đó các ngươi sẽ biết tiền căn hậu quả. Thời không đạo pháp của hắn vô cùng tinh xảo, chỉ trong khoảnh khắc đã trở lại 446 năm trước, Hứa Ứng xuất chỉ xóa bỏ Linh Hư Tử. Bình Giao đạo nhân quát một tiếng, khống chế thời không đạo lực, lấy không gian làm lưỡi đao, dùng năm tháng làm cán đao, chém về phía Hứa Ứng. Đồng thời một chiêu thần thông khác của hắn lại cuốn theo Linh Hư Tử, đưa Linh Hư Tử sắp chết dưới chu tiên kiếm chỉ của Hứa Ứng ra khỏi nơi này. Tuế Nguyệt thần đao của hắn chém vào trên người Hứa Ứng, phát ra một tiếng vang lớn, Tuế Nguyệt và không gian dồn dập nghiền nát. Hứa Ứng xoay người lại, kinh ngạc nhìn hắn. Bình Giao đạo nhân quát lên, Linh Hư Tử, người này đã trở thành yêu nghiệt, diệt trừ hắn trong quá khứ cũng vô dụng, sẽ bị nhân quả tu sửa. Chúng ta liên thủ diệt trừ hắn hiện tại. Linh Hư Tử bị hắn đưa đi là Linh Hư Tử năm xưa, mà hiện tại Linh Hư Tử còn đang tấn công về phía Hứa Ứng năm xưa, nghe vậy lập tức chuyển hướng, đánh tới Hứa Ứng. Hắn vừa mới xoay người, chỉ thấy Hứa Ứng giơ một ngón tay đâm thủng Bình Giao đạo nhân. Hứa Ứng giơ tay, lập tức chụp vào chỗ sâu trong thời không, bắt lấy vị Linh Hư Tử năm xưa được Bình Giao đạo nhân đưa đi. View, một luồng chỉ lực chút xuống, mi tâm của Linh Hư Tử năm xưa lập tức nổ tung,
nguyên thần bị tru diệt. Mà Linh Hư Tử hiện tại xuất đao chém vào đầu vai Hứa Ứng, vừa mới thấy máu thì thân thể và thần đao đã tự tiêu tán. Bên kia thời không, đám Sầm Khê đạo nhân cực kỳ bi thương, quát lên: "Hứa Ứng, năm đó ngươi sát hại Linh Hư Tử, hiện giờ lại hại Bình Giao Tử, hôm nay bất luận thế nào cũng phải khiến ngươi trả nợ máu." Hứa Ứng chậm rãi đi ra, sờ vết thương trên vai, miệng vết thương còn có vết máu mới. Chương 2420, khiêu chiến thái nhất, 1. Đám người Sầm Khê đạo nhân nhìn thấy y, trong lòng càng thêm tức giận, dồn dập quát lên: "Năm đó Linh Hư Tử lĩnh giáo đạo pháp thần thông với ngươi, ngươi lại hạ sát thủ giết hắn. Vừa rồi Bình Giao Tử tìm ngươi trả thù, ngươi lại không lưu tình chút nào, giết cả hắn. Hôm nay, vô luận như thế nào cũng phải đòi lại công bằng cho hai người bọn họ." Bọn họ đằng đằng sát khí, đột nhiên hai bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào giữa bọn họ và Hứa Ứng. Cung Tiệp Huyên giơ hai tay lên, ngăn giữa hai bên, quát: "Sầm Khê, Hứa Ứng, nghe ta một lời." Sầm Khê đạo nhân quát: "Hứa Ứng liên tục giết hai vị đạo chủ phục sinh của chúng ta. Diệt trừ bọn họ khi bọn họ còn chưa tu luyện tới đạo chủ, khiến bọn hắn không cách nào phục sinh, còn có lời gì để nói. Hôm nay nợ máu phải trả bằng máu." Cung Tiệp Huyên trầm giọng nói: "Đủ rồi. Ta đã sớm nói rõ chuyện hiểu lầm năm đó. Là Linh Hư Tử hai lần cố ý khiêu khích Hứa đạo hữu, xuất thủ tàn độc, ý đồ lấy tính mệnh Hứa đạo hữu. Hứa đạo hữu không nhịn được mới diệt trừ hắn. Về phần Bình Giao Tử, không có chứng cứ gì chứng minh hắn chết trong tay Hứa đạo hữu. Hắn chỉ có thi thể xuất hiện tại hiện trường mà thôi." Sầm Khê cười ha hả, gương mặt uy nghiêm đáng sợ nói: "Cô nương, thiên cảnh chúng ta liên thủ cùng tam giới đối kháng với Bỉ Ngạn. Hứa Ứng thân là đạo tổ tam giới, lại che chở thái nhất đạo môn của Bỉ Ngạn, để bọn hắn không dính kiếp vận. Đây là kẻ thù. Người này lòng dạ khó lường, lại là hung thủ sát hại Bình Giao Tử và Linh Hư Tử, còn lời nào để nói?" Cung Tiệp Huyên khẽ nhíu mày: "Năm xưa tại hiện trường Linh Hư Tử bị giết đúng là có thi thể Bình Giao Tử. Sau này cô mang thi thể Bình Giao Tử tới gặp Bình Giao Tử kinh hãi khó hiểu. Trong một khoảng thời gian rất dài sau đó, Bình Giao Tử đều điều tra chuyện này, xuất quỷ nhập thần. Lần này, Bình Giao Tử lại lẻ loi một mình đi tới Thiên Tuyệt Thành, muốn khiêu chiến Hứa Ứng, báo thù cho Linh Hư Tử. Đám người Sầm Khê đạo nhân lo hắn gặp chuyện, vội vàng chạy tới, nhưng vẫn chậm một bước." Cô nhìn về phía vết thương trên vai Hứa Ứng, thầm nghĩ, xem ra Bình Giao Tử đã táng thân trong tay Hứa Ứng. Hắn lợi hại như vậy thật à, ngay cả đạo chủ trùng tu cũng không phải đối thủ của hắn. Sầm Khê đạo nhân quát lên: "Hôm nay không giết Hứa Ứng, khó mà tiêu được mối hận trong lòng." Sắc mặt Cung Tiệp Huyên trầm xuống, quát lên: "Làm càn. Động Huyền đạo huynh, ngươi mang bọn họ đi đi." Động Huyền đạo chủ lập tức phát động đạo pháp trấn áp bọn Sầm Khê, xoay người rời đi. Cung Tiệp Huyên xoay người về phía Hứa Ứng, áy náy nói: "Hứa đạo hữu, lại gây thêm phiền toái cho ngươi rồi. Bình Giao Tử vẫn điều tra chuyện thi thể của mình năm xưa, vẫn nhớ mãi không quên các hạ, lần này tới khiêu chiến các hạ, không ngờ lại gặp chuyện lớn như vậy." Cô nhìn Hứa Ứng một lúc lâu, dò hỏi: "Xin hỏi đạo hữu, Bình Giao Tử ở đâu?" Hứa Ứng hơi áy náy nói: "Ta nghĩ có lẽ hắn đã biến thành cỗ thi thể 446 năm trước." Cung Tiệp Huyên sắc mặt ảm đạm, hạ giọng nói: "Thì ra là một vòng luân hồi. Đã như vậy, Tiệp Huyên sẽ không quấy rầy đạo hữu." Hứa Ứng đưa tiễn. Cung Tiệp Huyên nói, dừng bước: "Sau khi trở về, ta sẽ quản giáo bọn họ cẩn thận, không cho bọn họ trở lại gây chuyện với Hứa đạo hữu." Hứa Ứng phất tay từ biệt, đưa mắt nhìn cô đi xa. Cung Tiệp Huyên trở lại Thương Đô, đám người Động Huyền đạo chủ đã sớm tới đây. Sắc mặt Cung Tiệp Huyên âm trầm bất định rồi nói: "Hứa Ứng tinh thông thời không đại đạo, lại am hiểu tiên thiên cửu đạo, chắc chắn hắn đã thay đổi quá khứ, cho nên mới gây ra cái chết của hai vị đạo hữu." Động Huyền đạo huynh. Động Huyền đạo chủ khom người nói: "Cô nương cứ phân phó." Trong mắt Cung Tiệp Huyên lóe lên một đạo hàn quang nói: "Tìm cơ hội diệt trừ hắn. Còn nữa, không được kinh động Thông Thiên đạo chủ. Thông Thiên đạo chủ là sát phạt đắc đạo, thực lực thật sự rất cao minh. Hiện tại kiếp vận của Bỉ Ngạn đang hừng hực khí thế, chắc chắn tu vi của hắn sẽ như nước lên thì thuyền lên. Động Huyền cũng đã đắc đạo, trở thành đạo chủ, hơn nữa thái nhất đại đạo mà hắn tu luyện cũng là một trong những tiên thiên cửu đạo. Nhưng mặc dù hắn có kinh nghiệm kiếp trước cũng chưa chắc đã là đối thủ của Thông Thiên đạo chủ.
hiện giờ Thông Thiên Đạo Chủ có thể mượn đại thế sát phạt của Bỉ Ngạn, không phải cấp độ hắn ta có thể ngang hàng. Thông Thiên Đạo Chủ là khâu quan trọng trong trận chiến giữa Thiên Cảnh và Bỉ Ngạn, bởi vậy nếu diệt trừ Hứa Ứng, phải tránh xa Thông Thiên. Động Huyền Đạo Chủ lập tức đứng dậy rời đi. Cung Tiệp Huyên trầm ngâm chốc lát, hạ giọng nói, chuyện này có cần báo cho phụ thân biết không? Lão nhân gia người thần thông quảng đại, nói không chừng có năng lực cứu Linh Hư Tử và Bình Giao Tử trở về. Các bạn vừa nghe xong tập 242 của bộ truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.